Xin chào tất cả các bạn, tôi là Ngọc Ánh. Thì trong video này tôi sẽ nói về một cái thành phần trong bảng trong kế toán cũng như là trong các cái bảng cân đối kế toán này, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh này, đó chính là tài sản cố định. Tài sản cố định có phải là tài sản mà chỉ nằm một chỗ được gọi là tài sản cố định không ạ? Vậy thì trong kế toán thì chúng ta phải có những cái ranh giới rõ ràng giữa các cái yếu tố trong kế toán. Vậy thì tài sản cố định là những cái tài sản của doanh nghiệp chúng ta mà có cái giá trị lớn và có thời gian sử dụng luân chuyển và thu hồi trên một năm, và hoặc là dựa trên cái chu kỳ hoạt động kinh doanh của chúng ta, và cái chu kỳ hoạt động kinh doanh của chúng ta phải trên một năm thì chúng ta được coi đó là cái tài sản cố định của doanh nghiệp. Ví dụ như là ô tô hoặc là nhà hoặc nhà xưởng hoặc là những cái công cụ trong nhà máy, xe vận chuyển chẳng hạn, đó là những cái tài sản cố định và nó sẽ chắc chắn nó sẽ được sử dụng trên một năm. Và khi nào mà chúng ta được ghi nhận đó là tài sản cố định trong doanh nghiệp của chúng ta không thể ghi nhận bừa được, mà chúng ta phải có những cái ranh giới để chúng ta có thể xác định được đâu là tài sản cố định và ghi nhận nó vào trong các cái bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng như là báo cáo trong báo cáo của kế toán. Vậy thì có những cái điều kiện nào để chúng ta ghi nhận đó là tài sản cố định? Thứ nhất là chúng ta chắc chắn là nó phải mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp của chúng ta trong tương lai. Chúng ta phải chắc chắn được điều này thì đây là một yếu tố cần thiết để chúng ta ghi nhận đó là tài sản cố định. Thứ hai đó chính là nó có thời gian sử dụng ít nhất là nó có thời gian sử dụng trên một năm, nghĩa là trên 12 tháng. Thì đó là yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể xem xét để ghi nhận nó vào tài sản cố định. Thứ ba đó là giá trị ban đầu được xác định một cách chính xác, một cách đáng tin cậy thì nó phải có giá trị trên 30 triệu đồng, thì đó là điều kiện tiếp theo để chúng ta có thể xem xét để ghi nó vào tài sản cố định. Và các cái loại tài sản cố định thì có những các cái tài sản cố định thường có những cái mục đích kinh doanh này, mục đích về phúc lợi, về an ninh quốc phòng, hoặc là tài sản cố định bảo quản hoặc là tài sản cố định, hoặc là tài sản được cất giữ hộ. Và chúng ta có những cái tài sản cố định nào, chúng ta phân loại nó ra sao, thì chúng ta tài sản cố định thì có thể nhà đất này, xe cộ này, điện thoại, máy móc, ô tô vận chuyển, máy xúc, máy chở hàng, đó là những cái tài sản cố định. Vậy thì chúng ta phải phân loại nó như thế nào? Vậy thì tài sản cố định, chúng ta có tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Vậy thì trong tài sản cố định hữu hình thì chúng ta có các cái loại tài sản, ví dụ như là tài sản về nhà cửa này, vật thi công này, tài sản về máy móc thiết bị trong sản xuất này, tài sản về phương tiện vận tải, phương tiện vận chuyển hàng hóa này, những cái thiết bị truyền dẫn, những cái thiết bị truyền dẫn trong quá trình sản xuất cũng như là quá trình bán hàng, giao hàng, đóng gói hàng. Hoặc là thứ tư đó là những cái thiết bị dụng cụ quản lý này. Thứ năm đó chính là tài sản cố định có giá trị do nhà nước cấp hoặc là đầu tư cho doanh nghiệp của chúng ta. Thứ bảy đó chính là những cái tài sản cố định, nó là những cái còn lại, đó là nó nằm trong cái loại thứ bảy. Thì thứ hai đó chính là vừa thứ nhất đó chính là tài sản cố định hữu hình rồi. Thì vậy thì tài sản cố định, chúng ta còn một loại tài sản nữa là tài sản cố định vô hình. Vậy thì tài sản cố định vô hình là những thứ mà là những cái tài sản mà chúng ta phát hành, hoặc là đó là những cái quyền, đó là những thứ đó là những thứ mà chúng ta phát hành ra, hoặc là những cái bản quyền, hoặc là những cái bản quyền của sản phẩm này, mà là những cái sản phẩm đặc trưng của doanh nghiệp này, những cái thương hiệu, đó là những cái tài sản vô hình mà chúng ta có thể xác định được giá trị của nó. Đôi khi cái tài sản vô hình này nó có giá, nó mặc dù nó không nó chúng ta không phải hữu hình như ngôi nhà hay như cái xe mà chúng ta sờ được, nhưng mà đôi khi nó có những cái giá trị rất là lớn.
tại vì cái tài sản vô hình này nó ví dụ như là nó là một cái thương hiệu của doanh nghiệp, vậy thì cái thương hiệu của doanh nghiệp rất là lớn, nó không phải xác định bằng một chiếc xe máy hay một chiếc ô tô, cái giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với những cái tài sản cố định hữu hình này, cố định hữu hình. Vậy thì chúng ta đã có tài sản cố định rồi, thì khi mà chúng ta trong quá trình sử dụng ví dụ như chúng ta mua chiếc xe máy thì trong quá trình sử dụng 5 năm thì không phải là đầu tiên chúng ta mua cái chiếc xe máy đó 20 triệu thì không phải là sau 5 năm chiếc xe máy đó vẫn giữ được cái giá trị là 20 triệu được, mà nó sẽ có những cái giảm sút về giá trị của tài sản. Thì đó chính là những cái phần mà giảm sút, những cái phần tiền mà bị trừ đi, thì đó được gọi là cái chi phí khấu hao tài sản cố định. Vậy thì chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là những cái giá trị khấu hao mà doanh nghiệp chúng ta phải bỏ ra, phải trích ra mỗi năm, mỗi tháng, mỗi kỳ kinh doanh để chúng ta tương ứng với giá nguyên, cái giá ban đầu của tài sản cố định đó qua thời gian sử dụng, qua thời gian mà chúng ta khai thác cái tài sản này. Và tài sản cố định hữu hình là những cái tài sản mà chúng ta có thể tài sản cố định hữu hình là những cái tài sản như xe máy, ô tô này chúng ta có thể nhìn thấy, chúng ta có thể sờ nắm thấy. Còn cái chi phí khấu hao tài sản vậy thì trong cái quá trình sản xuất cũng như là trong quá trình kinh doanh thì để phù hợp để ghi nhận cái tài sản hữu hình thì chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình ý, thì là những cái xe máy, ô tô đấy, những cái tòa nhà làm nhà máy, nhà xưởng chẳng hạn, đó là những cái tài sản cố định hữu hình để chúng ta có thể xác định được cái chi phí khấu hao tài sản cố định. Còn khi mà vậy thì tài sản cố định hữu vô hình thì nó có cái chi phí khấu hao tài sản không ạ? Vậy thì tài sản cố chi phí tương tự với cái chi phí khấu hao tài sản hữu hình thì tài sản cố định vô hình là tài sản mà không có, chúng ta không thể sờ nắm thấy, không, và nhưng mà chúng ta có thể xác định được cái giá trị của chúng ta, và đó cũng là cái giá trị của doanh nghiệp. Và chúng ta xác định khi chúng ta trong quá trình chúng ta sản xuất, chúng ta kinh doanh, chúng ta cung ứng dịch vụ cho bên ngoài để chúng ta ghi nhận, đó là những cái tiêu chuẩn để chúng ta ghi nhận tài sản cố định vô hình. Ví dụ như là chúng ta mua bản quyền công nghệ, mua bản quyền của sản phẩm A, sản phẩm B để về chúng ta có thể sản xuất ra chẳng hạn. Thì ví dụ như khi bạn mua thương hiệu của một cái hãng mỹ phẩm Hàn Quốc, sau đó bạn mua công nghệ sản xuất cái hãng mỹ phẩm đó, của sản phẩm mỹ phẩm đó, và sau đó doanh nghiệp của bạn sẽ áp dụng cái công nghệ và áp dụng cái công nghệ để sản xuất ra cái sản phẩm mỹ phẩm đó, và dựa trên cái thương hiệu mà bạn đã mua để bán sản phẩm đó ra bên ngoài, thì khi đó sản phẩm của bạn sẽ vừa có thương hiệu này, vừa có chất lượng tốt này, vậy thì cái chi phí khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp nó sẽ phản ánh được cái chi phí khấu hao tài sản cố định ở một bộ phận bảo quản này, hoặc là bộ phận bán hàng, nhà kho, cửa hàng, hoặc là bến bãi, hoặc là những cái phương tiện bốc dỡ vận chuyển hàng hóa chẳng hạn. Vậy thì cách mà chúng ta hoạch toán cái giao dịch ghi nhận tài sản cố định như thế nào, và cái chi phí khấu hao tài sản cố định và cái chi phí khấu hao tài sản cố định nó sẽ được xác định như thế nào, và vậy thì các kế hoạch và cái cách mà chúng ta hoạch toán giao dịch tài sản cố định là khi chúng ta ví dụ như là khi năm nay chúng năm nay đầu năm 2020 chúng ta mua một chiếc xe máy để chúng ta xác định được là cái xe máy này sử dụng trong 10 năm. Vậy thì mỗi năm chúng ta có cái chi phí khấu hao tài sản cố định của chúng ta là bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ trừ đi, và chúng ta trừ đi từng năm thì nó sẽ ra cái chi phí khấu hao tài sản cố định của chúng ta. Vậy thì chi phí khấu hao tài sản cố định được ghi nhận trong những cái tài khoản nào trên bảng
bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì cái chi phí khấu hao tài sản cố định được ghi nhận vào cái chi phí bán hàng trong cái tài khoản là 641 trong bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Vậy thì cái tài sản khấu hao khi mà tài sản khấu hao hết rồi thì doanh nghiệp chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái chi phí khấu hao tài sản cố định của chúng ta của chiếc xe máy chúng ta chịu trong 10 năm và hết 10 năm đó rồi thì cái tài sản mà khấu hao hết rồi thì chúng ta phải làm như thế nào? Vậy thì trường hợp mà cái tài sản cố định đã khấu hao hết mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng, chúng ta vẫn thể nó chưa hư hỏng đến mức mà chúng ta phải bỏ đi, thì chúng ta cứ tiếp tục dùng thôi, doanh nghiệp của chúng ta cứ tiếp tục dùng và nó sẽ vẫn tiếp tục mang lại giá trị cho doanh nghiệp của chúng ta như bình thường. Nhưng mà khi đó thì cái khấu hao đã hết rồi thì chúng ta ghi nhận nó nữa vì nó đã hết rồi, chúng ta đã ghi nhận hết rồi. Và cái trường hợp thứ hai đó là khi mà chúng ta cái tài sản cố định của chúng ta đã khấu hao hết và không còn được dùng nữa và chúng ta bỏ, thì chúng ta sẽ khi mà doanh nghiệp của chúng ta không dùng được nữa thì chúng ta hãy lưu lại tài khoản doanh nghiệp của chúng ta, thì nó sẽ như cái trường hợp ban đầu là nó sẽ khi mà chúng ta đã khấu hao hết thì chúng ta nếu mà vẫn dùng được thì chúng ta dùng, còn không dùng được thì thôi, nhưng mà chúng ta không được ghi nhận nó vào những cái bảng cân đối kế toán hoặc là những cái bảng trong kế toán hạch toán trong doanh nghiệp của chúng ta. Vừa rồi tôi đã nói cho các bạn về cái tài sản cố định và cách mà chúng ta ghi nhận cái chi phí khấu hao tài sản cố định. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi.